Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên một cái con Omni nha các bác nha. Đây Omni này, Omni size chung của Onkyo. Con này nó có mã là con R810M. Đấy. Con này thì đằng sau có rất nhiều các kết nối cho điện thoại, máy tính bằng dây AV. Đấy, các bạn nhìn đằng sau này. Có đường CD, có đường NAND1, có đường NAND2, có đường Play Tape, có đường Play MD. Đấy. Và cạnh đây là có cái processor nhé, thì mình có thể là cắm thêm processor, ví dụ như processor showdown thì nó sẽ nâng cấp thành thành hệ thống 4.1 này hoặc 5.0 này. Đấy. Còn nếu như mà là mình cắm Equalizer vào đây thì mình sẽ căn chỉnh thêm được các cái giải tần của trên Equalizer để căn chỉnh cho nó hay hơn. Đấy. Thì tùy về cái processor các bác đấu đây là gì thì các bác sẽ dùng nhé. Và khi mà dùng trong processor thì các bác sẽ gạt cái nút này sang nút on nhé, để nó thông tín hiệu sang processor. Còn bình thường mình sẽ để off như này để có tiếng từ âm đi ra, được không ạ? Đấy, con này thì là hàng made in Japan chuẩn luôn. Đấy, điện 100V, công suất 80W nhé. Hàng nó từ bên kia về, em nhà em thì chưa sửa chữa động chạm gì, được không ạ? Đây, con này nó hơi đang tiếp một tí là cái vỏ đây này, cái vỏ nó có một vài chỗ gọi là nó xước sơn một tí, này có gì nữa? Đấy nhá, em cũng không giấu giếm gì cả. Đấy. Thì cái này bác nào mà cần đẹp thì là về chúng ta có thể là ấy nhé, chúng ta sơn lại tí cho em nhé. Còn nếu không cứ để này dùng cũng được, nếu như mà cũng không quá quan trọng hình thức. Tất nhiên những con này thì là bình thường ra là hàng đẹp của nó khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu, thì những con này thì em bán giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, vì là hình thức nó cũng chưa được ưng em lại ưng cho lắm. Đấy, nó hơi kém một tí về cái vỏ nhá, cái mặt mũi đây. Cái con Omni này thì mình có thể là chỉnh bát tép trên mặt máy đấy nhá. Đấy. Tép đây. Được chưa? Bên cạnh thì là balancer nhá. Đấy, hai bên loa trái phải nhá. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi đường, nắng ua trên nhành lá khi anh chiều buông, tiếng hát của mường vương trên rừng chiều bao lá qua suối đồi khe lá. Đấy. Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu. Về biển âm lượng đây nha. Bán xưa rừng chiều. Thì con Omni này thì tiếng của nó rất là sáng tiếng, các bạn nghe được không ạ? Đấy nhá. Tiếng bass nó rất là mềm, nghe nhạc vàng rất là hay. Và nghe các dòng nhạc kiểu nhạc không sống nghe, nhạc sống nghe rất hay này. Bên tháp uốn quanh rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn. Sương âm u khi chiều xuống. Âm đi thì không như sau. Đấy. Chiều ngang của máy là 27 cm, sâu là đi 29 cm và cao của nó là đi 12 cm nhá. Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết cầu mộng mơ. Ôi rừng đời hoang sơ, tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai. Nhớ tiếng khen chiều ấy, như du lòng ai. Nhớ rằng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tớ, bên bán xưa đợi chờ. Nhớ rằng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tớ, bên bán xưa đợi chờ. Đây là một bài hát chiều lên bản thượng liên khúc nhạc sống Tây Bắc của nơi nhé. Yeah. Cho bác nào mà cần cái bản nhạc này. Đấy, âm đi này thì đấy nha, với mức công suất này thì nó có thể kéo một số các cái cặp loa bass nó khoảng từ 16 đổ về 20 cũng được. Đây 20 em đang kéo đây. Yeah. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu tăng, có thể không ạ? Nhá. Ngoài ra âm đi này thì mình có thể là sử dụng để bắt đài nhé. Cái này thì em test thêm thôi, vì nó có em test thêm cho các bác đây. Cái tuning ở đây thì mình đây. FM 108 có thể không ạ? FM 108 nhé. Đấy, thì các bác ấn vào giữ nút này để cho nó dò tự động này. Đấy, sau đó mình sẽ cần có một cái dây.
Đấy, để mình cài vào đây. Để mình lấy tín hiệu anten, là tín hiệu gọi là tín hiệu FM nhá. Đó, xem nào. Tiếp mắt đây. Bên này FM, bên này AM thì cắm ở đây. Đấy, và cắm lên trên này. Mới có đúng không? Ây trời. Cắm mỗi cái này cũng đủ à? Hay nhỉ? Ấy chết rồi, ấn nhầm rồi. Ấn trở về nút là tuner này. Đó là ấn nút này mới là nút dò đài chứ. Gần đây có cái đài nào đấy. Cứ dò về nhé. Chờ em một tí nha, em nghe điện thoại một tí. Đấy, 96 MHz chắc có đài đấy. Đây nó sắp có đài rồi đây. Vâng, đây, tiếp tục rồi nha. Sắp đến rồi đây. Ơi, ngại nhầm. Đây này, nút lên bên này cơ. Đồ uống có thêm đây rồi, 96. Muối và thức ăn khi nấu nướng hoặc trên bàn ăn. Hạn chế thực phẩm và đồ uống có chứa thêm đường như bánh kẹo. Đấy, như vậy là con này thì tuner vẫn sống nhé. Nhưng cái này thì em xin nó luôn là nhà em bán chủ yếu bán cho uống sắt thôi. Còn cái tuner này thì là em thấy có thì em test thêm cho các bác thôi nhé. Chứ còn cái này thì nhà em ít cái em quan tâm cái phần FM này lắm. Đấy, nên là nó ở đây thì em cứ ấy luôn để cho các anh biết thôi nhé. Hạn chế hoặc chỉ bổ sung thực phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Do khả năng nhai nuốt và hấp thu dinh dưỡng kém nên thức ăn hàng ngày của người cao tuổi. Đấy thì con này là con Omni Onkyo R810M nhá. Đấy thì con này là bình thường khoảng 2,7 triệu thì cả một cái con Omni này nếu mà hàng đẹp như cái đấy này, con này thì nói chung là nó hơi kém một tí về kính thức bên ngoài một chút. Đấy thì nhà em bán con này với giá là 2,1 triệu nhá. Bác nào mua thì thôi để các bác là 2,050,000. Đấy, thì bác nào mua cái con Omni này thì liên hệ sớm cho bên em theo số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966594581 để hàng với em nhé. Đấy. Vâng, cái này thì là số điện thoại liên hệ là như vậy. Còn đâu là địa chỉ là ở 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội các bác nhé. Xin chào các bác ạ. Vâng.